Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lim Game. Hôm nay tớ vừa mượn được một chiếc iPad, nên chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một loạt các trò chơi giải đố vui nhộn trên iPad nhé. Vẫn là game vua giải đố thôi, nhưng mà ở một giao diện mới. Nếu đây là lần đầu đến với kênh, đừng quên like và subscribe kênh của Lim nha. Mình ra video mỗi ngày về các chủ đề game giải đố, bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi! Về cơ bản, giao diện thì vẫn thế, khác mỗi hệ điều hành thôi. Nhưng nhìn hình ảnh thì đẹp vô cùng anh em ạ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vào game thôi. Game này có tựa đề là tìm đủ 14 người. Thì chúng mình sẽ phải tìm làm sao cho đủ được 14 người các bạn nhé. Bắt đầu tiên thì rất là dễ thôi. 4 anh ở trên bàn rồi này. Tiếp theo là ở mép ảnh này, chúng tìm. Tiếp nữa là bịt mắt bát dê. Ở trên bàn đi đết có hai anh chị này, thoát làm sao được. Tiếp nha, đến cô gái thả diều. Và tiếp theo là lại còn sẽ đổ nước nữa, hai người nữa rồi này. Bây giờ mình thử tìm xem nhá. À đây rồi, có người trên gốc cây này. Liệu còn ai nữa không nhở? Vẫn còn, đây chính là một người nữa. Wow, thế là mình đã tìm đủ được 14 người rồi. Chúng ta cùng sang trò chơi tiếp theo thôi. Cái giao diện này cũng khá là ok đấy nhở. Giao diện này trông cũng khá là đẹp, còn có thể mua được cả gói chống đỡ này. Nhưng mà mình không mua nhà. Ôi, ước gì có người mua cho mình iPad để mình được chơi game này mỗi ngày. Không phải ước đâu, để em giúp chị 10.000 nhé. Ôi, làm thế nào mà hay vậy? Chỉ cần trở thành thành viên của Lim Game với tính năng hội viên, chỉ cần 10.000 cho mỗi tháng là có thể giúp chị Lim Game sớm có tiền mua được iPad rồi. Ôi thật là hay quá đi các bạn ơi, mau sớm trở thành thành viên chính thức của Lim Game và giúp đỡ nhiều khỉ Lim sớm có lúa để mua iPad nha. Tiếp theo, sự thay đổi của các bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp, hình như đây là mình hay sao ấy, mình không thay đổi. Tiếp theo đến bạn này. Bây giờ tôi là thành viên của tầng lớp thượng lưu, tức là chị này lấy được chồng đại gia đấy các bạn. Trông như huyền baby ý. Tiếp theo, đồng hồ thời gian, đến bạn thứ hai. Trời ơi, kết hôn sớm, khiến cho con người ta phát phì đấy. Tiếp theo đến bạn thứ ba, bạn Big Kid. Tóc cam. Nhà tôi phá sản nên tôi phải đi làm shipper. Còn anh trai áo xanh, xanh lá liệu có bị người ta xa lánh? Vâng, anh quyết định xa lánh tất cả mọi người bằng cách là biến thành một cái ảnh luôn. Tiếp theo cũng là một anh trai áo. Trời ơi, tôi không muốn trở thành một người béo như thế này đâu các bạn ạ, lại còn đồ hói nữa. Nào, tiếp đến anh béo. Bây giờ tôi là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Thế giới thì hay không thì không biết, chứ chắc chắn là đẹp trai nhất cái bàn rồi. Để anh trai tiếp theo nào. Tôi là người cố vấn, bây giờ người ta gọi tôi là... Trời ơi, không thể tin được, anh ấy chuyển giới luôn. Tiếp theo đến cô giáo. Làm giáo viên khiến tôi hốc hác, chắc gặp lại học sinh cô cũng sốc. Bây giờ mình sẽ đổi bàn snack thành bàn tiệc luôn nha. Có cả heo quay này, gà luộc, đặc sản. Ngon quá, trời ơi, đói quá đi. Còn một cái nữa, mình sẽ thay sàn, thay ghế. Liệu tiệc thì có thay ghế không? Bao nhiêu năm mà vẫn ngồi cái ghế đấy à? Không có tựa gì cả, đau hết cả lưng. Mình thử thay phông sân khấu nhá. Không được, à đây rồi. Hóa ra đây là thành tiệc cưới luôn. Tiếp theo, level 3, làm cho cô ấy hạnh phúc. Bây giờ mình có cả tiền và cái đồng hồ, thì chúng mình phải làm thế nào bây giờ nhở? Đầu tiên cứ cho bà tiền đã. Không có số tiền nào có thể thay thế được sức khỏe. Tầng này không sợ ngã. Đổi mới. Tại sao có giường mà bà vẫn luôn là 7 nhở? Thế mình phải xem mình phải làm thế nào khác đi chứ. Tức là không thể nào mà dùng được cả tiền và đồng hồ, chỉ được dùng một trong hai thôi.
Thế thì để lần sau chơi mình sẽ dùng cái đồng hồ đi. Không dùng được rồi. Cho đồng hồ vào là cơm thiêu luôn. Tức là không phải cái nào nó cũng quay ngược. Á, à, ông sống lại rồi này. Cho ông tiền. Ông không cần tiền à? Sao lại chia tiền? Ông cho cháu đi. Nhưng mà không cho được bà thời gian. Thế để sẽ dùng tiền để lấy cái chỗ cây mới và thay cửa sổ này. Còn một cái đồng hồ. Rõ mạng nhện luôn. Tức là quay ngược thời gian là cái mạng nhện nó sẽ tự biến mất. Nó chưa làm được cái mạng nhện ở đấy. Tiếp theo. Đúng rồi, cho bà cái đồng hồ. Bà khỏe ngay. Ông sống lại này. Đến con chó này. Rồi mình sẽ cho chuột sinh đẻ và dọn mạng nhện. Và mình sửa nhà cho ông bà ở nha. Ô, mua cho ông bà nồi lẩu luôn. Hải đi lao. Rồi sửa tường này và mua một chậu cây mới. Tiền không thể mang người chết trở lại. Thế là ủi lại thua rồi. Tiếp nào. Cho bà lấy lại thời gian nha. Ố, nhầm rồi. Trời ơi, không thể. Đáng nhẽ là mình phải cho cái cây sống lại đúng không? Ố, cho cái đồng hồ vào tường là không thể nào mà sửa lại cái tường nữa. Không còn dò gì nữa. Hóa ra là cho tiền và cái mạng nhện là mình sẽ dắt được kim cương lên đấy luôn. Tiền có thể là tất cả. Đến lượt còn không cho con chuột cái đồng hồ thì hóa ra là xây một cái cổng bằng vàng cho nó luôn. Còn con cún này. Con cún này thì cho nó trẻ lại. Chắc là đúng rồi đấy. Nhưng mà vẫn thua. Nào lần này lần cuối nha. Bây giờ mình sẽ cho bà cái đồng hồ. Sau đó thì cho ông này. Tôi đã sống lại. Cho con chó. Con chó không? Cho đi. Con chó đã khỏe mạnh cách đây vài năm. Tiếp theo cho lộng chậu cây sống lại. Chậu cây sống lại là quan trọng nhất đúng không nhỉ? Xong rồi xóa mạng nhện này. Bây giờ là mình bắt đầu vung tiền ra mọi người ạ. Có sức khỏe thì mới có tiền được. Sửa nhà này. Sửa tường. Sửa cửa trước đi. Xong rồi tường này. Xong rồi là xây cho con chuột cái cổng. Nó không cần phải để nhiều đâu. Nó chỉ cần một cái cổng thôi. Jerry là một phần của gia đình. Thế là chúng mình đã thắng rồi đấy. Nào, cùng sang game tiếp theo thôi. Có nên mua gói chống đỡ không nhỉ? Mình thấy game này cũng dễ đấy. Chắc không cần phải mua đâu. Còn nếu mà các bạn thích thì cũng mua nha. Giúp đỡ bác sĩ khi thăm khám. Bạn có yêu bạn trai của tôi không? Bạn để tôi vén áo ở đây. Bạn nhắm mắt lại. Bạn dạy tôi sẽ tự làm. Hết chị tự học đi má. Này, học đi. Cho quyển sách. Học đi. Đấy, tự đi mà học. Bác sĩ tồi, người ta khám không cho khám nữa. Bác sĩ ơi, tôi hơi bị sốt. Sốt thì uống nước à? Nhưng mà cốc không có nước. Hay cho mặc áo. Mặc quần áo vào và cơn sốt sẽ chấm dứt. Thưa bác sĩ, nhịp tim tôi không bình thường. Dạng sóng. Thế chắc là do gặp chị kia xinh quá nên là tim đập bị nhanh đấy các bạn ạ. Tim đập không bình thường thì nhắm mắt lại. Mình nghe nhạc nhắm mắt lại là mình không thấy gái xinh nữa. Nghe nhạc không anh Giai? Nhìn thấy có cái tai nghe ở kia kìa. Đây, đấy, tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Bác sĩ ơi, tôi không ngủ được. Nhưng mà tôi đã thấy một cái búa ở kia rồi đấy. Để tôi giúp bạn. Ngủ đi em. 3, 2, 1, ngủ thôi.
lót tay rồi. Hơi miếng nha. À không được. Nào, cái mốt. Kéo xuống nào. Đấy, nỗi đau đã bay đi rồi. Bác sĩ ơi, bụng tôi đau quá, tôi vừa mất rất nhiều máu. Bác sĩ hãy đảm bảo rằng ông xử lý và giữ được con tôi. May mắn thay, bạn không có thai mà chỉ đang có kinh nguyệt thôi nha. Bác sĩ ơi, vợ tôi thế nào rồi? Vợ bạn đang có thai ngoài tử cung và cần tôi ra lệnh cho anh chuyển vào tử cung ngay lập tức. Cái cốc, chắc cái cốc cho ông này rồi. Đây này, tôi giúp bạn. Sao cho lên trên đầu ông này lại có nước được nhỉ? Thế là giờ sao? Anh trai uống nước đi cho hạ hỏa. Uống nước đi, đây có phải là nước thánh? Vứt đi, hóa ra là vứt đi. Bạn điên rồi, xin hãy rẽ trái vào khoa thần kinh. Thế là mình cũng thắng đấy các bạn ạ. Mình thấy game này dễ hơn game trên Android đấy.